Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các anh chị đồng nghiệp, em Rai thì đã và đang ngày càng có vai trò quan trọng trong hình ảnh học nói riêng và đối với cái lâm sàng nói chung, vì nó cung cấp cho chúng ta cái hiệu quả chẩn đoán cao, là phương pháp không xâm lấn, lại không sử dụng các tia của sợi dân hóa. Tuy nhiên thì xuất phát từ nguyên lý hoạt động của mình, MRI vẫn có những cái ảnh hưởng nhất định đối với cơ thể bệnh nhân trong quá trình chúng ta chụp chiếu, mà chúng ta là đối tượng kỹ thuật viên, những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân phải hết sức lưu ý những vấn đề này. Thì thông qua bài này thì tôi xin chia sẻ một số vấn đề xoay quanh chủ đề về an toàn, từ đó thì có thể giúp các anh chị có một sự quan tâm hơn nữa đối với bệnh nhân trong quá trình chụp chiếu. Từ đó chúng ta sẽ tạo được sự thoải mái, an tâm, và cái kết quả cuối cùng đó là tạo được cái chất lượng hình ảnh tốt cung cấp cho lâm sàng. Thì tôi sẽ có 5 vấn đề cần sẽ bàn luận. Đầu tiên là về vấn đề từ trường tĩnh. Từ trường tĩnh là từ trường có cường độ lớn nhất trong máy MRI. Thì đây, như hình ảnh chúng ta thấy, đây là cái cuộn cuộn dây siêu dẫn của từ trường tĩnh. Nó tạo ra cái từ lực 1,5 Tesla hay 3 Tesla chúng ta thường hay nhắc đến. Thì cái từ trường tĩnh này nó sẽ có những ảnh hưởng nhất định đối với bệnh nhân. Thì đầu tiên là về hiệu ứng sinh học. Thì khi chúng ta đặt bệnh nhân lên bàn, rồi chúng ta cho bàn chạy vào, thì cái việc bệnh nhân di chuyển từ ngoài vào trong lòng MRI thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng đó là xuất hiện cái dòng điện thứ cấp trong người bệnh nhân theo định luật Faraday. Tức là cơ thể chúng ta là một môi trường có chứa nhiều điện tích. Khi điện tích di chuyển trong một từ trường lớn thì nó sẽ sinh ra dòng điện. Đó là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là trong cơ thể của chúng ta luôn tồn tại một dòng điện. Thì khi dòng điện này di chuyển trong từ trường lớn thì những cái điện tích của dòng điện này nó sẽ bị thay đổi hướng chuyển động theo định luật Lorentz. Thì hai cái quá trình này nó sẽ tác động đến những cái thụ thể. Như là chủ yếu là ở cơ quan tiền đình, ở cơ quan thị giác, vị giác. Thì cái triệu chứng phổ biến thường hay gặp nhất đó là bệnh nhân sẽ có cảm giác chóng mặt khi chúng ta đưa bệnh nhân đi từ ngoài vào trong. Và những cái triệu chứng ít phổ biến hơn là bệnh nhân sẽ cảm thấy bị chói, bị chói hoặc là có vị kim loại trong miệng. Thì có một nghiên cứu trên 1023 bệnh nhân, thì người ta thống kê ra những triệu chứng trên bệnh nhân, thì trong đó là cái triệu chứng chóng mặt là xảy ra nhiều nhất. Tiếp đến thì nguy cơ từ lực hút, thì cái này thì anh em chúng ta đều anh em đồng nghiệp chúng ta đều rất biết rất nhiều ạ. Thì đây là cái nguy cơ đầu tiên mà chúng ta phải nhắc đến khi mà chúng ta thực hiện các kỹ thuật chụp chiếu. Thì trên thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân tử vong do cái lực hút của máy MRI, là chủ yếu giống như trên hình nó thấy, ba trường hợp này đều liên quan đến việc hút bình oxy và đập vào bệnh nhân. Một cảnh báo mà chúng ta phải luôn luôn nhớ đó là từ trường chúng ta luôn tồn tại. Khi mặc dù chúng ta đã system off, chúng ta ngắt điện, chúng ta tắt hệ thống các kiểu, thì từ trường chúng ta vẫn luôn có. Và điều này hết sức là quan trọng đối với những nhân viên y tế không phải là thuộc khoa khoa chẩn đoán hình ảnh, thường sẽ không biết điều này. Cái vấn đề thứ ba đó là về cái lực moment xoắn. Thì chúng ta biết là cái từ trường của máy chúng ta nó có hướng, thì những cái vật kim loại khi đưa vào cái từ trường, những cái vật có tính chất sắc từ, nó sẽ xoay theo cái hướng của từ trường. Thì nếu ở trong trường hợp ở đây là có một cái clip, người ta phẫu thuật kẹp những cái túi phình mạch máu não, thì khi đưa vào máy chụp MRI thì nó xoay theo hướng từ trường, thì cái việc xoay như thế nó sẽ làm rách mạch máu và xảy ra tình trạng xuất huyết, như trong có một ca báo cáo thì cũng đã rất lâu rồi, nhưng tôi nghĩ cũng nên chia sẻ cùng các anh chị. Ca này thì đưa vào máy thì chụp được một chút thì bệnh nhân cảm thấy khó chịu và bệnh nhân cũng tử vong nhanh sau đó. Cái vấn đề thứ tư đó là đối với những cái van tim kim loại, những cái van tim chúng ta thì có thể là làm bằng vật liệu không phải kim loại hoặc là kim loại. Đối với kim loại thì chúng ta sẽ có cái van tim khi chuyển động liên tục trong tim, nhịp tim đập, thì nó sẽ sinh ra một cái từ trường phụ chống lại từ trường chính của máy. Thì cái từ trường phụ này nó sẽ làm cho độ đóng mở của van tim nó sẽ không thật sự là chính xác. Thì
Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng là khi chúng ta chụp với cường độ từ 3 tesla trở lên thì sẽ có một số ảnh hưởng nhất định đối với cái độ đóng mở của van tim, cho nên chúng ta cũng cần phải lưu ý. Thứ hai là về từ trường biến thiên mà chúng ta hay gọi là các cuộn Gardner từ, thì sau từ trường chính thì các cuộn Gardner từ là một từ trường quan trọng, có cường độ nhỏ hơn nhưng lại có vai trò rất là quan trọng trong việc tạo hình ảnh. Thì những từ trường này nó sẽ có cái độ lớn nhỏ thay đổi liên tục theo thời gian. Thì cái việc thay đổi từ trường liên tục theo thời gian này nó sẽ ảnh hưởng gì đến bệnh nhân? Thì nó sẽ tạo ra cái quá trình khử cực tế bào cơ và tế bào thần kinh do cái việc mà thay đổi dòng điện liên tục trong cơ thể. Như hình chúng ta thấy thì tương ứng với cái trường từ thì chúng ta sẽ có trường điện. Chúng ta phải nhớ rằng là từ và điện là hai cái đại lượng nó luôn đi song song với nhau. Cái sự thay đổi trường từ sẽ dẫn đến sự thay đổi trường điện và làm cho bệnh nhân có những cái gọi là cái kích thích thần kinh. Thì những cái xung mà sử dụng nhiều cái cuộn Gardner từ thì sẽ dẫn đến tình trạng này. Chẳng hạn như khi chúng ta chụp, bệnh nhân có thể trải qua cái kích thích thần kinh thì máy luôn sẽ có những cái cảnh báo cho chúng ta, nhưng thường thì chúng ta sẽ không để ý. Như đây là máy cảnh báo của máy Siemens, bệnh nhân có thể trải qua cái kích thích thần kinh và máy nhắc nhở chúng ta là nên trao đổi với chuyên gia và những người có trách nhiệm về vấn đề này. Tiếp theo là về tiếng ồn, thì em trai thì rất là ồn là do cái việc cái cuộn Gardner từ chúng ta dao động liên tục đập vào thành máy, nó sẽ tạo ra tiếng ồn. Thì trong em trai chúng ta có những chuỗi xung mà cái ngưỡng ồn của nó sẽ ở cái ngưỡng gây đau và gây hại cho bệnh nhân, chẳng hạn như những chuỗi xung echo flana, chẳng hạn như là cái xung thuộc về nhóm function, chẳng hạn là khuếch tán hoặc là tứ máu. Thì những cái xung nó thường sẽ rất là ồn, cho nên chúng ta phải trang bị tai nghe cho bệnh nhân. Về trường sóng điện từ, thì sóng điện từ thì chúng ta phải sử dụng sóng RF để kích thích các vô tâm trước khi chúng ta thực hiện các chuỗi xung. Thì cái việc sử dụng sóng RF này nó sẽ làm cho tăng cái nhiệt độ tại cái vùng chụp chiếu của bệnh nhân. Thì những trên thế giới hiện tại theo các guideline thì người ta đã chia ra làm 3 mức độ, đó là normal, first và second level. Thì ở từng mức độ nó sẽ có một cái giới hạn tăng nhiệt độ nhất định, và hiện nay thì cái second level là ở cái ngưỡng nghiên cứu, không được phép ứng dụng vào lâm sàng, chưa có cho lâm sàng, mà chúng ta sẽ chủ yếu nói về cái normal mode và first level. Thì ở normal mode, thì nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân sẽ tăng không quá 0,5 độ C, tại vùng khảo sát là không quá 39 độ, còn ở first level thì sẽ không tăng quá 1 độ và ở cái vùng khảo sát sẽ không quá 40 độ. Thì khi chúng ta chụp máy của chúng ta luôn có những cái dự đoán cái nhiệt lượng bệnh nhân sẽ hấp thu, chẳng hạn như ở cái chuỗi xung này chúng ta thấy là cái dự đoán của xung này bệnh nhân có thể vượt qua cái ngưỡng normal mode khi cái nhiệt lượng bệnh nhân hấp thu nó đã lớn hơn 2 watt trên kg. Đấy. Nhưng thực tế khi chúng ta chụp thì cái nhiệt lượng bệnh nhân chỉ đạt 1,6 watt trên kg thì chúng ta vẫn còn nằm ở ngưỡng normal. Thì khi có những chuỗi xung chúng ta nó sẽ vượt cái giới hạn normal mode thì máy sẽ cảnh báo cho chúng ta. Thì ví dụ như ở đây là khi cái chuỗi xung này nó cảnh báo là đã vượt giới hạn sạc, là cái chỉ số hấp thu nhiệt của bệnh nhân, thì sẽ có những cái lựa chọn. Thì nếu chúng ta chọn qua cái first level thì bệnh nhân sẽ tăng thêm nhiệt, có thể là sẽ tăng thêm dưới 1 độ C tại vùng chụp chiếu, hoặc là chúng ta không muốn tăng lên cho bệnh nhân ăn thêm nhiệt thì chúng ta có thể lựa chọn những cái cách trên, chẳng hạn như chúng ta giảm số slack cut, chúng ta tăng cái TR lên và chúng ta giảm cái gốc lực đi. Thì tùy vào cái tình trạng của bệnh nhân mà chúng ta sẽ lựa chọn cái cách chụp thích hợp. Chẳng hạn như nếu bệnh nhân khỏe, không có vấn đề gì thì chúng ta có thể cho bệnh nhân tăng lên cái mức first level mà không cần phải chờ để mất thời gian. Tuy nhiên đối với những bệnh nhân thuộc dạng nhạy cảm như là trẻ em, người phụ nữ mang thai, hoặc là những người già và những người có bệnh lý về điều hòa thân nhiệt thì chúng ta phải hết sức thận trọng khi chúng ta chọn cái first level, vì nó sẽ làm tăng thêm nhiệt độ cho bệnh nhân. Thì hiện nay người ta đã dần sử dụng cái thông số SAD là tổng cái năng lượng bệnh nhân hấp thu từ sóng RF thay cho cái SAR. Thì cái SAD nó sẽ khác AR một cái là nó sẽ tính tổng tất cả các xung thay vì tính từng xung như SAR, thì từ đó chúng ta sẽ có cái cách nhìn chính xác và tổng quát hơn.
Rồi cái vấn đề tiếp theo đó là cái vấn đề về gây bỏng. Thì ở đây trên hình chúng ta thấy bệnh nhân có những cái bỏng do chụp chiếu trong MRI. Thì trong cơ thể bệnh nhân khi chụp MRI nó sẽ tồn tại một cái dòng điện. Da của chúng ta là dẫn điện nhưng nó có điện trở rất lớn. Và khi dòng điện chạy trong một vùng có điện trở lớn thì nó sẽ tăng sinh nhiệt. Và khi hai vùng điện trở lớn tiếp xúc với nhau thì nó sẽ tăng nhiệt lớn và gây bỏng. Hoặc là những cái vật kim loại chúng ta tiếp xúc với bệnh nhân cũng sẽ nóng lên. Và cái nóng đó theo thời gian chúng ta chụp nó cũng sẽ gây bỏng. Do đó trong quá trình chụp chiếu chúng ta phải loại bỏ hết tất cả các vật kim loại trên người bệnh nhân, kể cả ngoài cái vùng chúng ta chụp. Và sử dụng áo, vải hoặc là các vật để cách, để tránh tình trạng da chạm da và những cái vật dụng chạm lên da bệnh nhân như thế này. Rồi vấn đề tiếp theo là về các thiết bị cấy ghép. Thì các thiết bị cấy ghép là một cái vấn đề mà thường ít được quan tâm trong quá trình chúng ta chụp chiếu MRI. Thì những cái thiết bị cấy ghép nó sẽ bị ảnh hưởng tất bởi ba cái vấn đề về từ trường tĩnh, từ trường biến thiên và sóng RF. Từ trường tĩnh và từ trường biến thiên nó sẽ làm hút di lệch các thiết bị cấy ghép và thay đổi tín hiệu dòng điện của thiết bị đó. Còn sóng RF nó sẽ làm nóng cái thiết bị đó lên. Cho nên là chúng ta phải hiểu rõ cái cơ chế hoạt động và cái khuyến cáo của nhà sản xuất đối với những cái thiết bị cấy ghép đó để chúng ta lựa chọn cái xung cho thích hợp. Ở đây chúng ta có ba nhãn cảnh báo, mỗi loại thiết bị cấy ghép cho bệnh nhân đều có dán ba nhãn cảnh báo này. Đây là một cái định hướng rất là cần thiết để cho chúng ta biết chúng ta nên chụp như thế nào đối với cái thiết bị cấy ghép trên người bệnh nhân. Chẳng hạn như đây tôi xin phân loại có hai nhóm thiết bị cấy ghép là nhóm thiết bị điện tử. Thì chúng ta có những cái thiết bị điện tử đây và phổ biến nhất đó chính là cái PMatcher và cái ICD là cái thiết bị khử rung. Thì đây là hai cái thiết bị được cấy ghép phổ biến nhất. Thì trên cái thiết bị này khi nhà sản xuất người ta luôn có những cái guideline như thế này. Chúng ta phải sử dụng MRI như thế nào, cường độ như thế nào, sóng RF là bao nhiêu, cái độ trên từ trường là bao nhiêu và cái SAR, cái sạc giới hạn hấp thu nhiệt nên là bao nhiêu thì để chúng ta chụp. Nhưng thường thì tôi thấy là kể cả bệnh nhân thường người ta đi khám người ta có cái ghép người ta sẽ không đem theo những thông tin này. Và thường các bác sĩ ở trên lâm sàng người ta cũng không khai thác những thông tin này. Cho nên đối với kỹ thuật viên khi chụp cũng rất là khó khăn để không biết là nên chụp theo những cái xung như thế nào cho phù hợp. Tiếp theo là những cái thiết bị cấy ghép không sử dụng kim loại, chẳng hạn như là liếp phẫu thuật, những cái van tim và những cái stent. Và phổ biến nhất đó là các stent mạch vành. Thì hiện nay các stent nó đều làm từ titan cho nên cái vấn đề về cái việc hút và di lệch nó không còn là cái vấn đề nữa. Nhưng cái vấn đề khác nó xảy ra đó là cái việc stent của chúng ta nó sẽ nóng lên. Nó nóng lên trong quá trình chụp và cái việc nóng này nó sẽ ảnh hưởng đến cái thành mạch. Do đó những người sản xuất các thiết những hãng sản xuất các thiết bị này thì chúng ta cũng có những cái hướng dẫn rất là cụ thể. Ví dụ như đây là một cái stent ráp động mạch chủ thì người ta luôn có những cái thông tin chúng ta phải sử dụng những cường độ từ trường nào, nên duy trì cái mức SAR là ở khoảng bao nhiêu trong vòng thời gian bao nhiêu. Do đó là đối với kỹ thuật viên chúng ta cần phải hết sức chú ý đến những thông tin được cung cấp bởi các nhà sản xuất để chúng ta biết chúng ta nên chụp như thế nào đối với những cái thiết bị cấy ghép. Về đối với thai kỳ thì hiện nay các tổ chức uy tín trên thế giới thì người ta đều công nhận là MRI chưa có những cái bằng chứng nói đến là MRI có gây hại trên thai kỳ, kể cả là 3 tháng đầu. Và việc sử dụng MRI cho 3 tháng đầu cũng đã được chấp thuận ở nhiều tổ chức. Tuy nhiên chúng ta còn phải để ý đến những cái vấn đề khi chúng ta thực hiện MRI trên thai kỳ, đó là hai cái vấn đề chính. Cái vấn đề chính đó là cái vấn đề về độ hấp thu nhiệt. Thì chúng ta biết là cái thai nhi trong bụng thì khi nhiệt độ tăng lớn quá nó sẽ gây ra nhiều vấn đề, và người ta nghiên cứu thấy là nếu tăng lớn hơn 2 độ C sẽ gây ra tình trạng quái thai. Và khi bệnh nhân phụ nữ mang thai chụp thì thai nhi sẽ nhận từ 40 đến 70% cái lượng nhiệt hấp thu. Từ mẹ. Cho nên là chúng ta phải chú ý đến vấn đề sạc khi chúng ta chụp cho bệnh nhân, và thường là chúng ta nên duy trì ở 0,1 là dưới 2W trên kg để nhiệt độ của cái vùng chụp không tăng quá 0,5 độ C. Và một số khuyến cáo là với những bệnh nhân thuộc 3 tháng đầu thai kỳ thì chúng ta nên sử dụng máy MRI dưới 1,5 Tesla sẽ tốt hơn là máy 3 Tesla.
Về thứ hai là về tiếng ngồm, thì về tiếng ngồm cũng như thế, thì thai nhi mặc dù nằm trong bụng mẹ nhưng cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi tiếng ngồm, cho nên cũng có một số guideline hướng dẫn là chúng ta nên sử dụng máy EMRA dưới 1,5 tesla cho 3 tháng đầu. Từ 3 tháng đầu trở lên thì chúng ta có thể máy sử dụng máy 1,5 và 3 tesla. Sau đây là cái tài liệu tham khảo á, bài của tôi xin hết, xin cảm ơn ạ.